Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã về dự lễ khởi công dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân. Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân thuộc địa bàn 3 xã gồm xã Nghĩa Dân, xã Phạm Ngũ Lão của huyện Kim Động và xã Đặng Lễ của huyện Ân Thi với diện tích 75 ha, tổng mức đầu tư dự án trên 900 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc di dời đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tổ hợp tác cơ sở sản xuất hộ gia đình nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, tạo việc làm cho người lao động. Các lĩnh vực đầu tư trong cụm công nghiệp như sản xuất, gia công, giày dép, may mặc, chế biến nông sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và các loại hình công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ ô tô, kho bãi hàng hóa, công nghiệp công nghệ sạch. Sáng nay, Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo, tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo nhấn mạnh thời gian qua, công tác nắm tình hình và tham mưu đề xuất các phương án giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân ở một số nơi còn hạn chế, gây bức xúc cho người kiến nghị. Một số nơi còn chưa mạnh dạn tiếp cận những công việc mới, việc khó và nhạy cảm như giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường. Để việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục lan tỏa, đồng chí đề nghị tiếp tục lựa chọn tôn vinh các mô hình chất lượng hiệu quả, tăng cường thực hiện công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được tham gia phản biện xã hội. Sáng nay, Ngân hàng Bản Việt chính thức khai trương đơn vị đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên, nâng tổng số điểm kinh doanh của Bản Việt lên 110 đơn vị tại 31 tỉnh thành trên cả nước. Ngân hàng Bản Việt Hưng Yên chính thức hoạt động tại địa chỉ 575 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Thời gian qua, Ngân hàng Bản Việt đã liên tục mở rộng hiện diện tại nhiều tỉnh thành để cung cấp các giải pháp dịch vụ ngân hàng linh hoạt, hiện đại. Tính đến nay, Ngân hàng Bản Việt đã có mặt tại 31 tỉnh thành với 110 điểm kinh doanh. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, hôm nay 24 tháng 3 là ngày thế giới phòng chống bệnh lao. Bệnh lao là một trong những căn bệnh truyền nhiễm giết người nguy hiểm nhất thế giới. Tuy nhiên, kể từ năm 2000 đến nay, đã có khoảng 66 triệu người được cứu sống thông qua những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại bệnh lao. Chủ đề ngày thế giới phòng chống lao của Việt Nam năm nay là Việt Nam chiến thắng bệnh lao, thể hiện quyết tâm của cộng đồng trong cuộc chiến đẩy lùi bệnh lao. Tại Hưng Yên, hoạt động phòng chống lao được lồng ghép vào hệ thống y tế chung hiện đã bao phủ rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Phổi Hưng Yên phát hiện khoảng 850 bệnh nhân lao các thể, tỷ lệ điều trị thành công đạt trên 94%. Với bệnh nhân lao mới có bằng chứng vi khuẩn học, tỷ lệ điều trị thành công đạt trên 95%. 100% bệnh nhân lao của tỉnh được phát hiện đều quản lý điều trị theo đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Sáng nay, huyện Khoái Châu tổ chức phát động phong trào thu gom pin cũ vì môi trường tương lai năm 2023. Dự lễ phát động có nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, chuyên gia cao cấp Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam. Theo đó, ban tổ chức lễ phát động kêu gọi các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị trường học, các em học sinh và toàn thể nhân dân trong huyện cùng nhận thức chung tay hành động trong vấn đề xử lý pin đã qua sử dụng nhằm bảo vệ môi trường, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của việc loại bỏ pin không đúng cách. Phong trào thu gom pin cũ cần có sự tham gia trực tiếp của các em học sinh tại các trường học và nhân dân tại các khu dân cư. Trong dịp này, huyện Khoái Châu đã tặng 30 thùng đựng pin cũ cho 25 xã thị trấn và 5 nhà trường trong huyện. Vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến. Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 diễn ra tại Qatar và các giải bóng đá khác trên trang mạng bóng88.com với quy mô đặc biệt lớn do Trần Duy Khương, sinh năm 1978 ở phường Thịnh Quang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cầm đầu. Quá trình điều tra ban đầu xác định Trần Duy Khương tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở cấp độ Super từ năm 2015 với tổng lượng tiền hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tính riêng từ cuối tháng 12 năm 2022 đến đầu tháng 3 năm 2023, số tiền giao dịch của Khương và các đối tượng lên đến trên 300 tỷ đồng. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Tiếp sau lừa đảo con đang cấp cứu, những ngày gần đây tại Hà Nội lại xuất hiện phương thức lừa đảo mới với kịch bản là con nợ tiền yêu cầu phụ huynh trả gấp. Cụ thể, người lạ thông báo học sinh đã mua hàng hoặc đồ ăn, quần áo, vật dụng nhưng chưa trả đủ tiền
và để thẻ học sinh lại, đối tượng cung cấp chính xác thông tin ngày tháng năm sinh của học sinh khiến phụ huynh không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, phụ huynh này đã gọi điện cho giáo viên để kiểm tra thông tin và không chuyển tiền ngay theo lời đe dọa. Vụ việc này đang tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo khi liên tiếp từ đầu tháng 3 đến nay, các lý do được đưa ra nhằm thuyết phục phụ huynh chuyển tiền gấp đang ngày một phong phú và tinh vi hơn. Cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được 4 nhóm người, trong đó có 2 người nước ngoài phát bóng bay trước cổng trường, nghi làm hàng chục học sinh nhập viện do ngộ độc. Qua rà soát camera an ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện và mời 4 người này đến cơ quan công an để làm việc. Đối với 2 người nước ngoài, cơ quan chức năng đã kiểm tra giấy tờ và phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk để xác minh làm rõ. Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Krông Anna, hiện sức khỏe của các học sinh bị ngộ độc cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn 5 em đang điều trị tại cơ sở y tế và đang được theo dõi chặt chẽ. Thông tin tiếp theo thuộc lĩnh vực thể thao. Sáng nay tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, SEA Games 32 của nước chủ nhà Campuchia cùng đại diện Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội phối hợp tổ chức lễ xin lửa và rước đuốc cho SEA Games 32. Lễ rước đuốc thể hiện ý nghĩa về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước, góp phần tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam. Chia sẻ tại buổi lễ, Quốc vụ Khanh Bộ Du lịch Campuchia kiêm đặc phái viên Ban tổ chức SEA Games cho biết, đây là lần đầu tiên Campuchia vinh dự là nước chủ nhà đăng cai tổ chức SEA Games 32, sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nên Campuchia đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức sự kiện rước đuốc với mong muốn mang ngọn lửa đại hội di chuyển qua các quốc gia Đông Nam Á nhằm quảng bá cho SEA Games 32. Tối qua ngày 23 tháng 3, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận bán kết hạng rổ nhẹ boxing nữ thế giới 2023 với đối thủ người Pháp và đã có được chiến thắng. Với kết quả này, Nguyễn Thị Tâm tạo ra lịch sử khi trở thành võ sĩ đầu tiên trong lịch sử boxing Việt Nam lọt vào vòng chung kết thế giới. Trước đó, thành tích tốt nhất của Việt Nam là tấm huy chương đồng của Nguyễn Thị Hương vào năm 2019. Đối thủ trong trận chung kết của Nguyễn Thị Tâm là võ sĩ Ấn Độ Nikhat Rajin. Lượt trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 25-26 tháng 3. Chuyển sang các tin tức thời sự quốc tế, Mina Kuli, 52 tuổi, một vận động viên marathon nghiệp dư đến từ Australia, vừa hoàn thành cuộc đua marathon thứ 200 trong một năm với tổng quãng đường gần 8.500 km để tuyên truyền về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu. Mina Kuli ngày 22 tháng 3 đã cán đích trong điểm vỡ òa, nở nụ cười chiến thắng và ngã vào vòng tay mẹ bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc, Mỹ, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về nước. Tôi chạy vì tôi muốn mọi người biết về tình trạng khẩn cấp ngay trước mắt chúng ta. Tôi chạy vì tôi muốn đi đầu trong các nỗ lực ứng phó với cuộc khủng hoảng nguồn nước này. Tôi không có những thiết bị và công nghệ hiện đại. Tôi chỉ có thể tham gia bằng đôi chân của mình và mong muốn sự chung tay của tất cả mọi người. Trong hành trình qua 32 quốc gia từ năm ngoái, bà đã chạy bộ trên những vùng hoang mạc ở quê nhà Australia cho đến sông băng tại Tajikistan, rừng nhiệt đới Amazon đến những lòng sông châu Phi khô cạn. Bà nhớ lại những bước chạy tại các lòng hồ khô cạn, vượt qua những con thuyền mắc cạn trên cát, qua những con sông băng nơi tình trạng nóng lên toàn cầu khiến băng tan nhanh chóng. Cơ quan điều tra dân số Canada hôm 22 tháng 3 công bố số liệu thống kê cho thấy dân số nước này trong năm 2022 đã vượt qua mức 39,5 triệu người, tăng hơn 1 triệu người so với năm trước đó. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân số Canada tăng hơn 1 triệu người trong một năm. Theo cơ quan điều tra dân số Canada, mức tăng trên tương đương 2,7% và cũng là mức cao nhất kể từ năm 1957 khi dân số tại Canada tăng thêm 3,3% do làn sóng sinh con hậu Thế chiến thứ hai và dòng người tị nạn từ châu Âu. Sự gia tăng kỷ lục dân số Canada được cho là liên quan tới sự gia tăng số người nhập cư. Theo đó, những người này chiếm tới 96% trong mức tăng dân số vào năm 2022 của Canada. Cơ quan thống kê nước này cho biết tình trạng thiếu lao động đã thúc đẩy sự gia tăng số người nhập cư. Tối 22 tháng 3 theo giờ Mỹ, tên lửa in 3D đầu tiên trên thế giới đã được phóng thành công, dù không đạt được quỹ đạo như dự kiến. Tên lửa in 3D có tên là Terran 1 do công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ tư nhân Relativity Space có trụ sở tại California, Mỹ phát triển, đã được phóng vào lúc 23 giờ 25 phút ngày 22 tháng 3 theo giờ miền Đông nước Mỹ từ trạm không quân mũi Canaveral của bang Florida. Relativity Space cho biết tên lửa đã bay trong khoảng 3 phút. Nó đã hoàn thành một mục tiêu quan trọng là vượt qua điểm của áp suất khí quyển tối đa trong quá trình phóng lên quỹ đạo. Dù vậy, động cơ của tên lửa đã bị nổ và không hoạt động ngay sau khi tầng 2 của tên lửa tách khỏi tầng 1. Mặc dù không đạt được quỹ đạo đề ra, vụ phóng thành công của tên lửa Terran 1 đã chứng minh tên lửa in 3D có thể chịu được sự khắc nghiệt của quá trình phóng lên và bay vào vũ trụ, đồng thời cho thấy một bước tiến đáng kể của công ty. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.